Anh bật mic lên. Bật mic lên để bố quay. Chào mừng đến với bệnh viện vô tận. Lạ nha. Bật mic lên. Ok, Nhi đi giữa, anh đi bên này nhá. Nhi đi. Với hai đứa lên trên tô bên bố đi giữa. À. Nhi thích đi giữa đi. Nhi thích đi với bố hơn. Giết, giết. Giết nó đi. Rồi, giết nó. Mệt quá, bố giết được một mạng rồi. Ơ Nhi chơi con gì đấy, kiếm kiếm dài thế. Ơ Nhi ơ. Nhi chơi con gì? Bật mic lên à? Bật mic lên. Lên, lên. Giết. Rồi, con làm mạng nữa rồi. Rồi, con làm 2-1 mạng rồi. Chạy vào đây, chạy vào đây, chạy vào đây, chạy vào đây. Rồi, giết. Rồi, 3 mạng. Rồi, quả sau bố cho con 1 mạng nhé. Đấy, giết đi. Ô, vẫn bố đã tránh rồi mà vẫn giết được nó nhỉ. Cố gắng lên nhỉ. Nó thằng nó vừa đổ của. Don't worry, I got my way. Giết. Một thằng giết luôn. Đi được một mạng đúng không? Trận này nghe vẻ team nó yếu quá. Quá chết rồi nha. Nó xem bố Nhi à. Bố đánh chủ mid tan rồi, bố sẽ ra hỗ trợ anh nhá. Thế hả bố? À. Nhi lên hỗ trợ anh. Anh bị không, không cần đâu bố ơi, không cần đâu. Con tự đánh được. Con hình mạng nữa. Không, con chú mạng. Mạng nữa rồi. À, con 3 mạng rồi. 6 mạng rồi. Anh con đấy anh có rồi. Oh man. Giết 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 giết. Bố ngang ngơ, bố ra ngồi chiến. À bố không mình ngồi cùng nhau đi. Ôi ngồi đấy, mỗi người một chỗ được. Ôi bố sao hết máu rồi. Chó hết máu, chết đi. Chết. Chết. Pick your battles wisely. Bot này nha. Bot à? Con ở bot đây thì. Đây.
enemy has been defeated. Đẩy tan cái trụ này đi. Con thằng này Giết nhá, giết ra. Giết ra. Đẩy trụ này đi nhá, đẩy luôn trụ này đi. Thôi đi về đi. Hít à, dám hít. Dám hít thì đông lắm. Ôi anh ơi! Đẩy thẳng mid nha. Vâng. Pick your battles wisely. No them. Lên. Legendary! Shut down! Your team has destroyed a tower. Ý dùng anh ấy, anh cũng gì. Oh, cái gì đó, cái gì là. Legendary! Your team has destroyed a tower. Ủa có. Ủa con đi kìa. An ally has been defeated. Con nào đâu? Đi em. Đi, vẫn sống chứ. Đường, con đi mạnh đấy. Mạnh đấy, bôi. Đấy không? Đấy không? Tiết. Đây là cả ba cùng đánh. Nhưng mà nếu một người thì là đẩy tiếp cái đường này đi. Đẩy sang luôn. Your tower has been destroyed.
cái rê rê nhá. Xong rồi ra nhá, tướng địch là nhà, nhà nhiều lắm, ra luôn. Sát của bố cái con. Kia có thằng Triệu Vân kìa. Thằng chết ở trên này. Ok bố. Đi đi. Đi chạy ra đây. Đi thẳng mid không đi đâu nữa nha. Từ từ thôi, đừng chạy vào trụ. Đừng để cho lính nó vào, nó lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi ra ngoài là nhìn thấy mà. Đi ra ngoài là thấy thống kê này. Để tôi xem.